chưa? Cái thật chẳng hiếp đau hoài nghe chưa? Dạ. Yeah. Đã lâu lắm rồi không về thăm. Dạ con chào chú. Chú có bệnh nhân đợi chú ở trong á. À hả? Ủa, à nè. Mà sao cái kho thuốc tôi thấy để bề bộn quá, không sắp xếp gọn gàng là vậy? Dạ, tại thuốc mới nhập về con chưa có kịp làm hết. Chưa có kịp làm gì, vệ sinh rồi đặt sạch sẽ. Thuốc mà, chứ đâu phải là thức ăn. Phải vệ sinh sạch sẽ chứ, làm liền á. Dạ. Con Khánh hả? Dạ. Ta thiếu thời vui lắm ai. Ủa, nó khách đâu? Trời ơi, gì hô có khách. Thiệt tình. Cái gì vậy? Ê, nghe thở nghe thẳng. Nghe thở hả? Ai vậy? Ai chơi kỳ vậy? Không biết ai đó. Mày là ai? Tấn nè chơi. Tấn nào? Tấn mà nhìn xuống ra hả? Mày khuyết gì sao? Được rồi, em lạc. Ra chưa? Ra chưa? Ra rồi, ra rồi. Ừ, ra rồi thì tao thích gì sao? Thôi thôi, mày đừng giỡn gì, mày quýnh đầu tao thà, mày quýnh đầu tao đi. Đúng. Nhưng mà nhỏ đi. Nhỏ đó, vậy đi. Ây da, ây. Chú kế giùm con cái này đi. Để mang đi từ từ, đang giỡn. Cái này gấp chú. Rồi, để đi, gấp. Chú ký xong trận tiếp nha. Hồi nhỏ giỡn hoài hả? Vậy hả chú? Hồi nhỏ giỡn còn vui hơn bây giờ nữa đó. Thiệt chú. Vui bạn bè mà. Bạn bè. Đi đi, đừng đứng làm gì. Vui không? Vui. Tao lại mày. Sợ mày từ nhỏ tới lớn. Bây giờ mày gặp tao mày vẫn giỡn như hồi nhỏ. Mày tao tới đây mày không vui hả? Có ít thôi. Dạ, con mời Duy Tấn. Thằng này lúc này thấy trẻ đẹp trai ra ha. Chứ không phải như bạn già của ta. Lúc nào Có con thì có con chứ. Thôi con biết chú Tấn không? Dạ con biết chứ con nhớ mà. Con qua ngồi nói chuyện với chú Tấn đi ha. Lâu quá không gặp. Sao vậy trời, người ta bạn bè thân mới ngồi chung với nhau. Sao vậy? Ngồi tôi không thích hả? Không phải không thích nhiều cháu nó lâu ngày nó không có ấy. Rồi qua nó tâm sự mà. Ngồi xa vậy chắc nhìn mặt nói chuyện mới dễ. Đúng rồi, đối diện. Chú khỏe hả chú Tấn? Khỏe, nhìn tướng chú biết chú khỏe rồi. Mà chú thì ngạt hơn con, chú không thích ngồi xa. Thành ra thôi con ngồi đây đi. Vui quá trời. Hai người dạ lớn tuổi rồi không mà từ nhận... nhỏ tới lớn là vui gì không á. Dạ. Bữa nào đi nhậu không? Đi. Rủ thêm mấy bạn của mình đi nữa nha. Dạ, mời ba, không mời chú. Trời, gái của anh hả? Nay nó trẻ đẹp ghê luôn ha. Dâu. Dạ dâu. À dâu hả? Dạ. Chú Tấn con. Dạ con chào chú. Thôi ăn miếng dưa đi về. Ủa về đâu? Không, ăn dưa đi. Đuổi tôi hả? Các bạn giỡn. Ba với là chú vui ghê anh ha. Vui. Dạ. Chú ơi, một chú ở lại ăn cơm với gia đình con cho vui. À ăn cơm, chú ở lại ăn cơm. Dạ. Ăn cơm. Dạ đúng rồi ba. Tại vì lâu ngày mới gặp được chú mà. Thì ăn cơm là cái gì? Hai người giỡn với nhau chú. Dạ. Dễ sợ. Không thích tôi ăn cơm hả? Thích. Thích không? Con. Trời ơi vui. Mình về nha. Về đi. Trễ giờ rồi, nó chơi chứ bữa nào chú lại chú ăn cơm. Đi nha. Chú về nha. Dạ, Tấn vừa tính thiệt á. Dễ sợ luôn. Trời ơi thiệt, có người bạn được như vậy, thích dễ sợ. Mày làm nhục ba. Cô có làm nhục ba gì đâu ba. Sao tự nhiên ba quýnh con vậy? Nhục ở đâu không biết, tự nhiên quýnh người ta vậy. Trời ơi, nhục ơi là nhục. Mày đâu vậy nghe? Tao đi học võ về. Học võ về mày quýnh ai? Tao đánh những người tao ghét. Mày ghét tao chưa? Tao chưa ghét mày. Mày ghét tao chưa? Tao vẫn chưa ghét mày. Mày! Cảm ơn anh. Tao nói mày đi mua cho tao ổ bánh mì. Tao nói mày ăn thì tự đi mua đi.
mày mà không mua cho tao á, mày về tới nhà tao bẻ mày nghe cái rắc. Đưa tiền tao mua cho. Tiền của ai? Tao lấy tiền tao mua cho mày ổn mì. Đi. Dục ơi là dục. Tao sẽ tao xu. Trời đất ơi. Ủa, mấy cái này hồi nhỏ có học qua hết rồi. Bỏ lâu quá. Ây da, giờ mới dặn cái nó đau lưng là sao trời. Phải làm cái gì đó phải. À, có rồi. Ây da. Phúc. Dạ ba. À con. Ngon 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 đi con. Dạ. Phúc. Ngọt quá. Có thở nổi không? Dạ được ba, không sao đâu ba. À, có khỏe không con? Dạ khỏe ba. Con à. Dạ. À, con dạy thể dục vậy đó, con có dạy võ không? À, dạ dạ không ba. Ủa không dạy võ? Dạ. Mà con có biết võ mà. À, dạ con biết chút. Con có thể nào dạy cho ba được không? À, nếu ba muốn học thì con dạy. Nhưng mà ba tính học thể loại gì? Thể loại nào à? Không biết. Nhưng mà có thể nghiền nát đối thủ. Ồ, Lý Tiểu Phúc. Ba, khi ba có cái vũ khí này, ba chỉ cần biết vài đường cơ bản thôi là đối thủ không bao giờ nhào vô ba được. Mà nếu nhào vô ba, họ sẽ bị sát thương liền. Có vũ khí đi rồi, múa như vậy không ai vô được hết. Dạ. Cái này thích à? Dạ đúng rồi. Nếu họ nhào vô ba, họ sẽ bị sát thương liền. À, ba múa thử coi đi ba. À sao? Hồi nhỏ ba học cước không à? Bây giờ quyền. Ba có kẹp ba thôi, trúng người ba. Đúng rồi. Phí đó. Cái này chỉ là cơ bản thôi ba. Bây giờ ba tập cho nó quen đi rồi con sẽ nâng cao cho ba. Dạ đúng rồi. Ôi da. Đó, nó kẹp nó không được trúng đầu ba. Vì sao con kẹp nó vậy đó? Đó. À. Trời ơi. Trời ơi. Ây da. Cái vụ này có bộ khó. Ây da. Nhưng mà phải ráng. Không ráng thì làm sao mà trị được thằng Tấn được. What? Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ để con vô kêu bác sĩ. À, bác sĩ ra rồi, để con nói. Chú hả? Có điện thoại tìm chú. Thôi, đau bụng lắm rồi, để lát đi. Chú. Gì? Người ta nói không nghe là có chuyện lớn á. Trời đất ơi, ai mà dữ vậy? Đâu, ai vậy? Alo, tôi đây, ai vậy? Tối nay nhậu nghe, tôi gọi cho ông Kiểm và ông Toàn rồi đó. À, nhậu hả? Được, mày muốn nhậu ở đâu? Nhắn tin vô điện thoại cho tao. Thôi ha. À. Vô. Dạ. Sao không thấy anh Tấn đâu vậy? Thì kệ nó đi, uống đi. Hey, hey. Tại sao vậy? Mày đi trễ thì có, ngồi chờ mày dài cái cổ. Mày nói gì? Tao mày điếc. Lấy tao cái tẩy đi. Mày uống mày tự đi lấy. Nhưng mà tao muốn mày lấy. Tao không lấy. Mày có điếc không? Mày có phải lộ tay người không? Mày ngon ha. Nhưng mà mày đi lấy. Tao không thích. Nhưng mà tao muốn mày lấy. Tao không biết. Mày muốn gì? Mày muốn gì? Em không à. Để tôi đi lấy cho. Nhưng mà tao muốn nó đi. Tao không thích. Mày muốn gì? Mày điếc à? Tao nói mày không nghe. Sao mày đánh đâu tao hoài mày? Quýnh nữa, quýnh hoài. Mày muốn gì? Đạp chạy đôi. Chơi mày. Quýnh. Wow.
cái tập ăn hiếp ra ngoài nghe chưa? Mày chết chắc. Vô ứng sao giờ này chưa tới vậy? Thôi cậy nó đi, uống đi, hỏi chờ nó. Hai làm gì tới sớm vậy? Không phải tôi tới sớm mà ông tới trễ. Trời, con ha. Lấy chạy đá rồi. Ai uống rồi nó đi lấy đi. Nhưng mà tôi muốn ông lấy. Tôi không lấy ông có điếc không? Trời ơi, nay trả lời đồ ngon hả? Bây giờ tôi muốn ông đi lấy, có lấy không? Trời ơi. Trời ơi, cái mặt tình nó láo cá quá rồi. Bút chưa ra. Thôi, ra nhịp xuống đi. Chờ nó lên đỉnh điểm bút cũng chưa muộn. Tao không đi lấy. Nhưng mà tao muốn mày lấy. Tao không lấy. Mày ngon hả? Bây giờ mày muốn gì? Mày muốn gì? Trễ rồi, không uống nữa thôi, mình về. Làm cái gì về? Tao không uống nữa. Hai ông có uống đâu, toàn là nhìn nhau không à. Chứ mày thấy nó dòm tao không? Mày không dòm tao sao biết tao dòm mày? Cái mặt của mày dòm xí ghét đó mày biết không? Mày dòm dễ thương lắm hả? Bây giờ tao muốn uống nữa nè. Thì chạy mày. Mày hai người uống nữa không? Uống nữa. Nhưng mà trước khi uống nữa, tao muốn mày, cái mặt của mày phải múa, mày hát phải múa, tao uống tao mới xin được biết. Một người đứng trong rồi đó. Ừ, thì tao đánh mày chứ. Đỉnh điểm tới rồi. Tao sẽ lấy hàng ra tao quất mày. Hàng mày đâu? Đây. Trời ơi, hàng này được quất bao. Hỏi mày múa không? Múa, múa. Nhưng mày đừng có quay nữa, tao mới múa được chứ. Với lại không vỗ tay kìa, vỗ tay mới múa được. Múa. Mình có nên quất không tao? Không. Tính mình là tính nhẫn nại. Chờ tao đi. Giả lại nó đang cầm hàng của mình trong tay, quất sao được? Nghĩa ơi, nhịn đi Nghĩa. Mày suy nghĩ gì vậy? Tao đang suy nghĩ quất mày. Ra lộn lại. Mua